Hey yo, what's up các bạn, trở lại với vlog của Trung. Thì hy vọng rằng là mấy bạn có một cái mùa Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Ok, thì bữa nay là Trung sẽ làm cái vlog về ngày ngực. Thì bữa giờ là do là các ngày Tết, thực ra là Trung cũng không có ra vlog nhiều cho mấy bạn xem. Thì bữa nay tiếp tục cái series là Big and Ribbit. Thì Trung sẽ để cái video ngày ngực ha. Thì hôm bữa là Trung có quay cái video này trước Tết rồi, nhưng mà tại vì do là phải chuẩn bị Tết rồi, rất là nhiều việc cúng kiến, thành ra là Trung không có thời gian Trung tập trung vào edit được. Ok, thì bây giờ Trung sẽ bỏ cái video đó lên cho mấy bạn xem, bỏ lên cái video mà học tập ngực với lại hai đứa nhóc lớp 11 ha. Ok, yo, what's up mấy bạn. Thì bữa nay là thứ hai, thì bữa nay là Trung có hẹn với lại hai bạn học sinh lớp 11 của trường Mercury, và trong nay Trung sẽ tiếp tục qua bên cái phòng gym là Gym One, mà cái phòng gym mấy bạn coi được ở trong cái vlog ngày tay của Trung ha. Thì hôm nay là sinh nhật của một trong hai cái bạn đó, thì lát nữa Trung sẽ cho mấy bạn xem là bạn nào, hôm nay sinh nhật của bạn nào ha. Cái thì cái bạn nó nói là được lên vlog của anh Trung là cũng như là một cái món quà, cho nên là hôm nay Trung cũng sẽ quay lại toàn bộ cái buổi tập của Trung với lại hai đứa nhóc đó. Cái thì lát nữa Trung sẽ quay lại cho mấy bạn xem. Peace. Yo, what's up? Yo, what's up? Thì bây giờ là chúng ta sẽ tập ngực. Bữa nay là ngày ngực của giáo án Big and Rip. Thì bữa nay chúng ta sẽ tập ngực với lại hai đứa nhóc học trường Mercury, cũng là trường cấp 3 của Trung luôn. Thì cái Gym One này là nằm trong khuôn viên trường ha. Thì hai đứa là có rủ Trung tập trung. Ok, thì bữa nay là sinh nhật của cái bạn áo trắng, thì cho bạn lên vlog cũng như là tặng bạn đó là một món quà ha. Thì bài đầu tiên nó là bài Dumbbell Pen Press. Thì chúng ta cũng sẽ warm up hai set đầu tiên. Mấy bạn nhớ là warm up hai set ha, là 15 với lại 10 rep ha. Cái này nó không nhớ lắm, chúng ta để warm up và chúng ta để cho cơ thể chúng ta nó quen với cái lại cái động tác đó, chứ không phải là nằm trong giáo án ha. Thì sau đó là chúng ta sẽ vào 4 set chính. Thì các bạn cứ nhớ trong đầu giống chung là cái tuần đầu tiên á thường là chỉ có 5 đến 8 rep thôi, 4 set bài nào cũng gần như là vậy. Chỉ có riêng bài FST7 là bài 7 set đó, là chúng ta sẽ tập 7 set thôi chứ. Nhưng mà cái số rep nó vẫn đều nằm trong cái khoảng rep range là từ 5 đến 8 ha. Thì đây là set thứ hai. Thì đây là một cái động lực cho những cái bạn nào mà đang xem video của Trung á, xem vlog của Trung mà ở độ tuổi là lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12 ha. Thì đây là hai cái bạn này đang học sinh lớp 11 học trường Mercury ha, thì đã có cái suy nghĩ là đi tập tạ để nâng cao sức khỏe. Và hình như là hai bạn này, như một bạn cũng tập được cỡ, hai bạn cũng tập được xem thời gian với nhau là một năm theo Trung nhớ là vậy. Bạn áo xanh đẩy rất là khỏe luôn ha. Thì hồi xưa Trung cũng đi tập tạ là hồi lớp 11, là giữa học kỳ 1 là Trung đã đi tập tạ rồi, lớp 11 ha. Thì tới bây giờ là Trung tập được 6 năm rồi. Thì hai bạn này cũng bắt đầu ngay cái khoảng thời gian mà cũng giống giống Trung ha, thì rất là tốt. Trung rất là khuyến khích cho mấy bạn đi tập gym vào cái khoảng thời gian này ha. Lúc này là cơ thể chúng ta đang phát triển. Ok, thì các bạn cứ ăn uống đầy đủ. Nếu các bạn nào có điều kiện chúng ta uống thêm whey protein ha, thì như vậy rất sẽ tốt cho cái khoảng thời gian mà chúng ta phát triển cơ bắp. Đây là cái thời gian vàng, từ 1 năm đến 3 năm á, là chúng ta sẽ thời gian vàng chúng ta tăng cơ. Ok, thì nên mấy bạn nhớ là đầy đủ dinh dưỡng giúp Trung ha. Thì đây là cái set nặng của bạn ấy, thành ra là 27,5 kg, rất là khỏe ha, người nhỏ nhỏ con thôi. Có như 6 mấy ký mà đẩy cũng rất là khỏe. Thì Trung biết rằng là ở ngoài kia là rất là nhiều bạn cũng tầm cỡ này đang đi tập tạ và cũng rất là phát triển. Ok, nhưng mà dù sao cũng là động lực cho các bạn nào chưa đi tập ha, đi tập ha. Thì đây cũng là một cái tấm gương này cho mấy bạn follow. Ok, thì đây là set nặng của Trung là 47,5 kg. Thì ở cái phòng gym này là có cục 47,5 với lại cục 50 kg, khá là ok. Thì cái này là Trung tập 5 đến 8 rep, thì cái khoảng set này là Trung đẩy khoảng 5 đến 6 rep. Và cái lát nữa Trung sẽ có một cái set là 50 kg nữa. Thì cái lúc mà chúng ta đẩy cái bài này á, là mấy bạn nhớ đừng cho cái cùi chỏ chúng ta flare ra nhiều quá, là chúng ta chỉa ra nhiều quá ha, nó hơi chéo góc một chút. Đây như là đó, chúng ta hơi chéo góc một chút.
Thì bây giờ là bạn khuê là lên cục 30 kg, rất là khỏe, rất là tốt luôn. Trung hồi hồi trung tập năm đầu tiên á, lúc đó chưa có dinh dưỡng, chưa biết gì về quay hết, chưa biết gì về cách tập luôn, thì Trung không có nghĩ là Trung tập được cục 30 kg đâu. Sau hồi Trung tập 2 đến 3 năm thì Trung mới 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 dám lên cục 30 kg, tại vì cái cục đó là cục nặng nhất ở cái phòng cũ mà Trung tập. Sau này lên tới đại học rồi Trung mới bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn, thành ra là mới có kiến thức để tập ha, và về dinh dưỡng luôn. Thì hồi hồi nào hồi mấy thời gian đầu là Trung không có biết gì hết á. Thời đó thì cái phần tập gym hay tập tạ nó cũng không có phát triển nhiều như là cái thời gian bây giờ. Thì đây là cái set nặng cuối của Trung ha, thì đây là 50 kg, cục dumbbell 50 kg, để 5 rep, 5 hay 4 rep gì em nhớ nữa. Ok, sau đó chúng ta sẽ qua bài là chest dip versions, là chúng ta sẽ dip. Thì các bạn nào phòng các bạn nào không có cái máy này thì mấy bạn sẽ dip cái máy mà cái ghế mà chúng ta hay tập bụng á, xong rồi có cái phần dip á, chắc là mấy chúng nói mấy bạn đã tưởng tượng ra rồi, thì cái đó là để cái mấy chúng ta dip sao. Và nếu thế nhẹ thì mấy bạn sẽ thể kẹp cục tạ vô giúp chung ha. Thì ở cái phòng này là cái máy dip này là nó sẽ giúp cho chúng ta vừa dip được tay sau vừa dip được ngực luôn. Thì chỉ cần xoay cái xoay ra xoay vào, như vậy thấy cái khớp á là nó sẽ xoay ra xoay vào được rộng hơn và hẹp. Hẹp thì chúng thấy là nó vào ngực khá là tốt, nếu chúng ta ngồi lean tới phía trước nhiều ha, thì nó sẽ giúp chúng ta đẩy vào cạnh ngực khá là ok. Cái bạn này tập cũng rất là ok luôn, tập rất là tốt, tạng cao, khỏe, rất là khỏe ha. Và cái độ tuổi này rất là còn đang sung sức và mấy bạn còn đang phát triển á. Ok, sau đó là nó sẽ qua bài incline dumbbell press, đó là bài thứ ba. Nhớ là qua mỗi động tác, nếu mấy bạn an toàn thì mấy bạn cứ warm up cho chung một set ha, warm up cục tạ nhẹ thôi để cho cái đầu, để cho cái cơ thể nó bắt đầu quen với cái động tác đó. Chứ không mấy bạn vào nặng liền á thì cơ thể chúng ta có thể nó sẽ quen thôi, nhưng mà nếu như an toàn thì nó sẽ hoạt động một set để cho cơ thể chúng ta nó set up vào cái vị trí đó. Do là cái ghế incline nó không có, do có nhưng mà do một cái người khác đang xài, thì ra là chung với mấy bạn phải ghé qua cái này để tập một cái ghế mà có cái cục barbell á. Rồi sau đó nó sẽ quay về cái ghế này, thì đây là set nặng của bạn ấy cũng 27,5 luôn. Bây giờ bạn này đẩy ngược trên cũng khá là khỏe, lấy cái cục nặng mà của ngực ngang ra đẩy ngược trên là ok đó, khá là ok. Nhưng mà vẫn còn phải đỡ một chút. Thì đó giờ Trung tập hồi xưa là Trung cũng hay nhờ người ta đỡ, mà sau này đi tập á, còn có một mình nên thành ra là mọi thứ Trung đều phải tự tập hết. Thành ra là Trung tập những cái mức nào mà Trung có thể tự chơi được, cho nên ít khi Trung nhờ người ta đỡ lắm, chỉ có đỡ những cái nào nó gọi là thực sự cần thiết Trung mới nhờ người ta đỡ thôi. Thì đó là cái triết lý đi tập của Trung ha, thì ít khi Trung nhờ người ta đỡ. Mấy bạn cũng ráng như vậy, tại vì không phải là lúc nào cũng có người họ biết đỡ cho mình, và cũng như là có ai đi theo mình để đỡ ha. Thì Trung thấy nhiều người tập thấy cứ hay nhờ người ta đỡ, thì như vậy có thể là họ sẽ đỡ, nhưng mà họ sẽ đỡ theo cái sức của họ, thành ra là có thể là làm cho bạn bị chấn thương, hoặc là bạn không thể đẩy được, hoặc là có nhiều người khỏe quá họ lại đẩy thì bạn lại không tập đúng cái mức tạ đó. Đúng không? Thế khi mà bạn không có người ta đỡ nữa thì coi như là bạn không đẩy được nữa. Cái thì chung khuyến khích, không phải là chung không không cho mấy bạn kêu người khác đỡ, nhưng mà khuyến khích rằng là chúng ta lựa cái mức tạ vừa sức của chúng ta ha. Ok, thì bài tiếp theo là bài incline dumbbell fly, là sau cái bài chúng ta đẩy rồi chúng ta sẽ fly. Thì ở cái bài này á, chung có lưu ý với bạn một chút là chung muốn mấy bạn là ra xa cái cùi chỏ, đừng có cong như bạn Huê ha. Bạn Huê thì hơi cong chắc do chưa quen với động tác, nhưng mà sau đó là chúng ta nhớ là hơi hơi thẳng cái cùi chỏ ra xíu, hơi thẳng thôi chứ không phải là thẳng băng ha. Bạn này là hơi vuông góc rồi. Và lúc mà chúng ta lên á thì nhớ là chúng ta sẽ xoay hai cái đít cục tạ vào với nhau, và chúng ta sẽ gồng ngực lên, chúng ta gọi là squeeze lại, thì nó sẽ siết vào cái ngực trong rất là tốt ha. Thì cái bài fly này là giúp cho chúng ta build cái inner chest, có nghĩa là cái ngực ở trong á. Thì các bạn nào chưa quen thì các bạn cũng có thể fly cap. Nhưng mà cái này là fly dumbbell ha. Bạn này thì làm cũng tương đối là ok, nhưng mà vẫn bị cong tay một chút. Bây giờ Trung quay không có quay mấy cái set đầu ha, thì đây là set nặng. Đây là Trung quay 25 kg. Đó, ý chung là nó sẽ hơi như vậy ra, thì nó sẽ xé được cái phần ngực của chúng ta ra, và khi chúng ta lên nó sẽ squeeze vô. Và nếu như bạn nào còn khỏe thì chúng ta sẽ thêm 5 cái partial rep và ở cuối hiệp cuối cùng ha. Chúng ta sẽ nhấp nửa rom, và chúng ta như vậy nó sẽ bơm rất rất là nhiều máu vào.
Cái đây là cái bài Incline Smith Machine. Chúng ta sẽ đẩy ngực trên trong Smith Machine 7 set ha. Cái này chung quay hơi bị thiếu video nhưng mà hy vọng mấy bạn vẫn hiểu. Nó sẽ đẩy ngực trên trong máy Smith ha. Thì cứ 2 set thì mấy bạn lại lên tạ một lần. Ok. Thì chung quay hơi ít. Thành ra là mấy bạn thông cảm ha. Cứ 30 giây ha, nghỉ 30 giây bấm đồng hồ, nghỉ 30 giây bay vô liền. Và cứ 2 set chúng ta sẽ lên tạ một lần. Bài rất là pump luôn, đó là bài cuối cùng của ngày ngực ha. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ tập tay sau. Ok, thì bài đầu tiên của bài tay sau đó là bài tricep push down 4 set 5 đến 8 rep ha. Thì mấy bạn thấy là cái máy này là máy kéo xô nhưng mà chung lại lấy ra chung tập tay thì có cái lý do của nó, đó là khi chúng ta cầm rộng ra thì mấy bạn nhớ là trong cái máy tắm mặt á, thì nó sẽ có cái cây để tập tay sau riêng nhưng mà nó khá là ngắn. Như vậy thì nó sẽ không siết vào cái tay sau chúng ta, nó sâu và cao hơn. Nên chúng sẽ lựa cái cây dài. Khi chúng ta push xuống á, như vậy thì nó sẽ ăn vào cái tay sau chúng ta, nó dài và nó cao hơn lên phần cái vai á. Thì nó thấy là nó sẽ ăn rất là cao lên phần cái vai. Và nếu mấy bạn cầm ngắn thì nó sẽ không cao, nó sẽ không ăn dài lên trên đó được. Và chung lưu ý với mấy bạn là nếu chúng ta tập cái bài này thì chúng ta ráng nhìn thẳng ha. Chúng ta đừng có nhìn nghiêng qua một bên thì nó sẽ bị cái tiền đình, là như vậy nó sẽ không tốt cho một bên tay của chúng ta. Nó sẽ có một, chúng ta sẽ dùng một bực nhiều hơn mà chúng ta không biết. Và cái lỗi đó chung rất là đang muốn fix. Chung rất là tập trung trong những cái set như thế này. Chung rất là nhìn thẳng hoặc là nhìn xuống đất và tập trung vào hai cái tay sau thôi. Chúng ta sẽ không có nhìn qua hai bên ha. Như vậy nó sẽ làm cho chúng ta dùng một cái lực nó mất cân bằng. Và khi lên thì chúng ta ráng là không có đưa lúc lắc của chỏ ha. Sau đó là bài Claw Grip Band Spread. Thì là 4 set 5 đến 8 rep ha. Thì chúng ta sẽ đẩy cái máy ngực ngang, nhưng mà chúng ta sẽ cầm hẹp, như vậy nó sẽ vào cái long head của cái tricep, là của cái tay sau. Long head là cái nằm ở dưới á, còn short head là cái nằm ở trên, đó là cái càng cua, các bạn có thể tưởng tượng được ha. Nhằm vào cái phần cạnh ở phía dưới của tay sau. Thì cái cạnh đó là giúp cho chúng ta nhìn rất là bự ha. Còn cái kia là giúp cho chúng ta nhìn nó nét và 3D hơn. Ok. Sau đó chúng ta sẽ qua bài tricep dip version. Thì các bạn nhớ, lúc nãy các bạn nhớ là có bài ngực rồi. Thì như chúng nói đó là cái này chúng nó sẽ xoay ra xoay vào được. Xoay ra thì nó sẽ ăn tay sau rất là tốt ha. Nó sẽ ăn siết vào tay sau luôn. Còn cái này chúng xoay vô là nó ăn với ngực. Chúng ngồi lean tới phía trước là nó sẽ ăn vào ngực ha. Rồi này là vào tay sau. Thì mấy bạn không có máy này thì mấy bạn có thể dip với lại cái ghế band, cái ghế ấy, chúng ta gác chân và chúng ta bỏ tạ lên trên cái đùi. Hoặc là chúng ta sẽ dùng cái máy có cái ghế đá bụng đó, như lúc này chung miêu tả rồi, các bạn sẽ dip ở đó và gắn tạ vào trên người ha. Như vậy cũng ok luôn. Nhớ là mấy bạn squeeze vào lúc mà chúng ta siết cái tay sau ha. Nhớ là squeeze để cho nó siết vào cái tay sau. Bạn Huê này rất là ok ha, vai rất là tốt, bạn có thể thấy có cái gọng gân luôn, tập khá là khỏe và trụ dai. Cái đó là bài cuối cùng của cái ngày hôm nay, thì rất là vui để tập trung với hai bạn này, thì hy vọng là sẽ có cái những cái buổi tập tiếp theo chung với hai bạn này ha. Thì cái bài này là bài tricep extension với lại cục dumbbell, là cục tạ đơn. Là chúng ta sẽ chơi 7 set ha, nghỉ 30 giây giữa mỗi set thôi. Và 5 đến 8 rep ha mấy bạn. Và nhớ là mấy bạn sẽ hơi khép cùi chỏ lại, không, hơi bẻ cùi chỏ ra ngoài một chút. Thì như vậy nó sẽ ăn vào cái long head rất là tốt ha. Ok, thì đây là set thứ 7, là set cuối cùng. Mấy bạn nhớ nghỉ 30 giây, cứ hết 2 set chúng ta lại lên tạ một lần ha. Yeah, thì đây là ba anh em tập trung với nhau trong một cái video khá là đẹp. Ok, thì hy vọng mấy bạn thích cái video ngày hôm nay. Và chúc mấy bạn có một cái ngày ngực và ngày tay sau rất là pump. Yes. Hey, và hy vọng mấy bạn thích cái video ngày ngực đó ha. Thì nó hơi ngắn gọn một chút. Tại vì do bữa đó là tập ba người, thành ra là chúng không có quay đầy đủ được hết mọi thứ. Thì mỗi bài là chung quay một chút. Thì nhưng mà sẽ có cái ý tưởng rằng là cho mấy bạn biết cái thứ tự của cái bài tập nó như thế nào ha. Và chung có ghi đầy đủ trong video hết rồi, về cả số rep và số set. Thì 4 tuần đầu tiên là chúng ta sẽ tập bự ra, tập get big, là chúng ta sẽ, tại vì cái tên giáo án là big and rip, có nghĩa là 4 tuần đầu chúng ta big và 4 tuần sau là chúng ta rip.
là chúng ta sẽ kiểu như nó hơi siết lại, nó hơi liền lại. Thì ok, thì Trung sẽ chia sẻ đầy đủ 8 tuần như Trung hứa, nhưng mà cái thời gian ra video thì có thể nó sẽ hơi lâu hơn một chút, tại vì là mấy bạn cũng biết là thì Trung cũng sắp đi làm, thành ra là nói chung là Trung rảnh giờ nào thì Trung sẽ edit video và up lên YouTube ngay cho các bạn, ok. Và còn một cái tin nữa đó là bên hãng áo Conquer Apparel là họ vừa ra cái sản phẩm mới cho đợt launch của năm nay, năm 2018 và trong đầu năm luôn. Thì đợt launch này là sẽ có mẫu áo tay dài và mẫu áo cut off, nhưng mà có một số cái thay đổi chi tiết ở trên cái áo ha. Thì bây giờ Trung sẽ thử cái áo và cho mấy bạn xem, Trung sẽ cho mấy bạn biết cái sự khác biệt của đợt này và những cái đợt trước nó sẽ như thế nào. Ê, thì bây giờ là Trung sẽ thay cái mẫu áo đầu tiên cho mấy bạn xem ha. Thì đây là cái mẫu áo đầu tiên, đó là mẫu áo long sleeve, là nó sẽ mẫu áo tay dài của cái hãng áo Conquer Apparel này. Đó là cái logo hình mặt nạ này ha. Thì như mấy bạn cũng biết trong những cái vlog trước là Trung cũng được hãng áo này tài trợ. Nếu như các bạn chưa biết, áo do người Việt Nam thiết kế và sản xuất tại Việt Nam luôn ha, và dành cho các bạn fitness ở Việt Nam, ok. Thì cái đợt áo này là đây là sẽ áo tay dài ha, và rất là ôm vào cái thân tay của Trung. Thì ở đây là nó sẽ có cái phần xà, cái phần tà nó sẽ ra hai bên, và cái điểm đứng của cái áo này đó là cái đằng sau. Các bạn có thể thấy cái đằng sau là có một cái dòng chữ Be a Conqueror, là trở thành người chinh phục, ok. Nó sẽ rất là tôn cái lưng chúng ta lên luôn. Thì đó là cái điểm đặc biệt của cái áo, và nó sẽ rất là tôn cái lưng chúng ta lên. Và Trung rất là thích cái điểm mà có cái chữ chạy dọc lưng như vậy, Be a Conqueror, là trở thành người chinh phục, ok. Thì đây là cái màu đen á, thì cái mẫu này là có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì cái logo của chúng ta rất là fresh, ok. Thì đây là cái áo màu trắng, cái logo màu đen ha ở đây, và cái dòng chữ cũng màu đen luôn. Thì cái dòng chữ đó là cái dòng chữ Be a Conqueror ha, màu đen. Thì đây là cái long sleeve màu trắng, rất là ôm sát vào cơ thể luôn, các bạn có thể thấy. Và ở dưới này là cũng xẻ tà luôn ha, tương đối là ok. Thì bây giờ chúng sẽ thử cái mẫu cut off mới cho các bạn xem, ok. Thì đây là cái áo Conqueror Apparel cut off mới version 2. Thì ở cái đợt launch thứ hai của Conqueror là Trung đã có giới thiệu cho mấy bạn một cái áo xẻ tay này ha, nhưng mà nó là cái nó sẽ hơi bị xa ra một chút. Đợt này là có một cải tiến, đó là chúng ta sẽ xẻ nó sâu hơn vào trong cái phần vai này ha. Đó thì chúng ta sẽ sâu hơn, và cái phần nách này chúng ta cũng sẽ xẻ được sâu hơn ha. Mấy bạn cũng có thể là nó sẽ được nó ôm được cái xô của chúng ta, ok. Đây là mặt đằng sau, nice. Và chúng ta sẽ có được cái vạt bầu ở đây luôn, nó phải vẫn giữ được cái vạt bầu ha. Đặc biệt là đợt này rất là hay ở cái áo cut off này, đó là các bạn sẽ thấy cái logo, nhìn ở trong video thì chúng ta sẽ không biết, nhưng mà nếu mà các bạn ở ngoài đời các bạn sờ vào, các bạn sờ vào cái logo này thì nó được làm bằng in cao su ha, nó là nổi lên 3D đó, như 3D nó sờ rất là đã. Đó là một cái cải tiến ở cái áo cut off này, và chúng ta sẽ thấy được cái độ ôm vào cơ thể rất là tốt ha, chúng ta sẽ thấy được cái độ ôm vào cơ thể, ok. Peace. Thì đó là cái cải tiến của cái đợt áo này, ok. Thì bây giờ tôi sẽ thử cái màu trắng cho các bạn xem. Thì đây sẽ là cái áo cut off màu trắng ha, thì giống y như cái nãy. Thì ở đây là logo cũng in bằng cao su màu đen, sờ rất là đã luôn. Đây là mặt đằng sau, đây là mặt đằng sau, ok. Và chúng ta cũng sẽ thấy được cái phần cut off rất là sâu ở phần sô ha. Thì cái áo này các bạn mặc rất là fit luôn, nó có thể thấy cái tập vai, tập ngực, tập xô đều rất là tôn lên dáng, ok. Và có một cái đặc biệt cho mấy bạn rất là quan trọng, đó là mấy bạn sẽ được giảm giá. Thì cái chung sẽ có cái code giảm giá cho mấy bạn khi mua hàng. Các bạn có thể DM qua fanpage của cái áo Conqueror này ở trên Facebook, và mấy bạn đặt hàng ha, và khi mấy bạn mua thì mấy bạn sẽ nói cái mã là chung 10, thì mấy bạn sẽ được giảm ngay 10%, ok. Up 10% khi mấy bạn order trên tổng hóa đơn, mà cũng như là mấy bạn mua từng sản phẩm nhỏ cũng vậy, ok. Thì rất là cảm ơn mấy bạn đã xem cái video này, và nhớ like và subscribe cho Trung ha.
Peace. Let go.